nó mới đơn giản hóa nó lại. Thế thì mục đích cuối cùng của tôi là phải làm cho cái cốc này nó có chỉ để nó dính được vào cái vải này. Thế thì dính vải này thì nó đâm lỗ này, khi tôi đâm lỗ này đem chỉ xuống đúng không, đâm này nó đem chỉ xuống kết nối lại nhau để thành cái chỉ nó vắt qua đây để đâm vào gì, đâm nó kết nối vào vải đúng không. Thế bây giờ thì như thế này, một là gì, cúc phải chuyển động, hai là kim phải chuyển gì, đúng không, kim và cúc chuyển động cùng kim nhau, kim và cúc chuyển động đúng không, chỉ có một là kim và hai là gì, kim đứng yên thì cúc phải chuyển gì, đúng không, mà cúc chuyển động thì kim đứng yên. Thế cũng có trường hợp là cúc đứng yên nhưng kim lại phải chuyển gì, nhảy trái nhảy gì ở đấy nhé, mình phân biệt thế về sau này nó sẽ có những cái máy thế mình phân biệt rồi. Thế cái này kim chỉ nhận một chuyển động lên và gì, vậy cúc của tôi phải chuyển gì, chuyển động đúng không, à cúc tôi chuyển động gì, anh nhìn thấy kim tôi nhá, đúng không, đấy thấy chưa, nó chỉ đứng ở một chỗ này thôi nhưng mà cúc của tôi nó chuyển gì, chuyển động, cúc tôi chuyển động không, à cúc tôi chuyển động. Thế cúc tôi chuyển động thì cái bàn của tôi nó phải lắc trái lắc phải lắc trái lắc phải lắc trái, thế thì đấy ta mới được cúc gì, cúc gì, cúc hai gì, hai lỗ. Thế bây giờ cúc bốn lỗ thì sao, thì bàn nó phải nhận hai chuyển gì, hai chuyển động lên xuống trái phải, trái phải này lên vào gì, nó đâm này nhá, đâm này đâm này đâm này, xong nó lại dịch lên. Kim của tôi chỉ có một chỗ này là một chỗ này thôi, vậy cúc của tôi nó phải được chưa, thế nghĩa là cúc của tôi phải nhận hai chuyển gì, chuyển động, nếu là cúc gì, cúc bốn lỗ đúng không. À thế thì bây giờ cái nguyên lý cấu tạo đó này, đây là cái trục chính đúng không, đây là cái bu li, đây là can dẫn máy đúng không, can máy. Thế trong này nó có hai cái can đây, trong này có hai cam, đây một cái này, đây một cái cam này thì sẽ làm cho bàn gì, tiến trước lùi gì, cái cam này làm cho bàn lắc trái lắc gì, đấy nhá, hai cái rất rõ ràng, trái phải này, tiến trước lùi gì, lùi sau, và trái và gì và phải, đây trục chính, à, đây trục chính đúng không, đây là trục cam đúng không, đây là trục sáng tính dừng máy nhá, còn đây là cam số mũi nhá, cam số mũi, còn đây, đây là bánh răng, bánh răng sẽ làm cho gì, trục móc chuyển gì, à chuyển động, đây như tôi quay móc của tôi chuyển động, anh nhìn thấy chưa. Mũi may này là mũi may móc xích đơn, mình đã học được bốn loại đường may rồi, thắt nút, vắt sổ, móc xích kép và trần đè, bốn rồi, đây là đường may móc xích đơn, đường may cuối cùng đúng không, à đường may cuối cùng đây, đây các anh có nhìn cái móc này giống cái này không, đúng không, à cái này tất cả nó sẽ có 8 thời gì, 8 thời điểm đúng không, 8 thời điểm để tạo thành mũi may gì, móc xích gì, móc xích đơn. Định nghĩa mũi móc xích đơn là dạng may bởi một chỉ trên của kim, nó chỉ chạy một chỉ thôi, tạo thành những móc xích tự khóa lấy nhau làm phía bên dưới lớp nguyên gì. Đây nha, anh nhìn nha, nó lấy chỉ chưa, móc quay đi 90 độ chưa, móc quay đi 180 độ chưa, móc quay đi 270 độ chưa, móc quay đi 360 độ chưa, đúng không, ờ à, đúng không, nghĩa là cái này thì móc và kim chuyển động, kim chuyển động một vòng thì móc chuyển động cũng được một gì, một vòng nha. Thế có phải anh nhìn thấy à, cái vòng trước nó khóa vào cái vòng gì, vòng sau, anh thấy không, nhìn thấy không, lộn này, nhìn thấy chưa đúng không, lại tiếp tục chu kỳ như cũ đúng không. À thế bây giờ nhá, đầu tiên ta phải lấy gì, đây để máy in cúc đúng không, đầu tiên là ta học cách hiệu chỉnh gì, quá trình bộ tạo mũi hay điều chỉnh trụ gì, trụ kim nhá, trụ kim nó có hai loại này, một loại kim dài và kim gì, kim ngắn, nhân 7 thì là dài, nhân 1 thì là ngắn. Tại sao dùng kim ngắn, kiểu vì nó có loại cúc dày và loại cúc gì, mỏng. Loại cúc dày thì anh phải dùng kim dài thì cái thân này nó dài, thì anh đâm xuống đây nó không bị chạm cái đốc này vào cái này, đúng không. Cúc mỏng thì ta lại thay loại kim ngắn để cái sao cái thân cúc nó chỉ làm đây thôi, nếu cúc ngắn quá thì anh phải cho tụt xuống thì cái này nó chạm vào đây, còn không cúc tôi nó dày như này thì nó sẽ chạm đây, vậy sẽ phải làm
nhân 7 và nhân gì? Nhân 1 đúng không? Nhân 7 dài nhân 1 đấy. Nhân 7 với nhân 1 thì nó có vạch trên vạch dưới, thì xuống tận cùng dưới thì là vạch này, à, vạch vạch trên này đúng không? Kéo lên 2 ly thì đặt cái móc này vào tâm gì? Tâm bắt đầu kim đúng không? Đấy. Thế trong trường hợp mà cái cúc này của tôi nó không có gì, cái này của tôi nó không có vạch đúng không? Thì các anh cách lấy, các anh sẽ lấy trước tiên lấy độ cao trục kim đúng không? Vặn cái này ra ta đẩy trục cao lên tụt lên xuống giống máy một gì? Một kim đúng không? Đây. Ta cho tụt xuống này. Sao cho cái mũi kim này cách cái bụng sâu nhất này một ly cho tôi. Đúng không? Ờ, cái bụng này, cái bụng của cái móc này, nhìn thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Khi kim đâm xuống thì móc bao giờ ở vị trí làm ngang đúng không? Đây này. Cái bao giờ anh đừng để cách cái bụng ra khoảng độ lửa, ít nhất phải lửa ly để nó không đâm vào cái bụng này. Anh nhìn thấy mũi kim không? Cho tụt xuống và lui gì? Lui lên, đúng không? Sau đó này, anh bấm tay này cho tôi 2 ly. 2 ly. Lên 2 ly 2 nhá. Đây này. À. Anh đặt cái mỏ móc, anh nhìn thấy cái mỏ móc nó vào giữa vát được kim chưa? Rồi. Giữa vát chưa? À, cách lấy cái này này. Cái này thì sẽ làm cho cái này có 3 cái này, 1 này, 2 này, 3 cái đúng không? 1 2 3 cái đúng không? Ờ à, đấy bây giờ nha, cách lấy, cách lắp móc này. Anh tháo vít ra, anh sẽ rút được cả cái móc ra, cái móc nó phần vát. Vậy khi vít vào phải làm vào cái phần vát, không thể làm chỗ khác được, đúng không? Khoảng cách xa gần này. Vặn này ra đúng không? Ừ. Ta sẽ lấy được xa và gì? Xa gần đúng không? Ừ. Sớm muộn này nhá. Lắp sao khe hở đạt 0.1. Được chưa? Điều chỉnh thời điểm móc và chỉ này. Lấy lỏng vít 6 này. Đúng không? À lấy lỏng vít 6, đây có vít 6 không? À lấy lỏng vít 6 này. Quay bui xuống tận dưới rồi rút lên bằng mép vạch thứ hai bằng cái móc, thì lúc sau đầu mỏ móc đã đi tới tâm gì? Tâm kim, siết lại đúng không? Là như này. À, có phải nha, sớm muộn không? Anh nhìn thấy sớm muộn chưa? À, sớm muộn chưa? Được chưa? Anh nhìn được rồi, chỉ vào, được chưa? Sau đó này, nó còn hai cái can này nữa, đúng không? Can này nữa, đúng không? À, được rồi, còn hai can này nữa nhá, nhìn này. Anh nhìn thấy cái vạch này không? Anh nhìn cái chấm này không? Anh xoay cho cái này, trụng cái này, được chưa? Điều chỉnh cam lắc cần gạt nhá. Anh vặn cái trên ra nó sẽ có một cần gạt như này. Cái cần gạt này tí tôi tác dụng cần gạt nó cho nhận hai chuyển động này. Lên xuống này, trái phải này nhá. Tại sao phải lên xuống? Tại sao lên xuống? Tại sao nó phải trái phải này? Như này. Vặn này ra này. Nhá. Ta sẽ điều chỉnh để cho cái tâm này trùng với cái này. Alo. Đúng không? À đấy. Alo. Tiếp tục này. Điều chỉnh này, cam lắc này, có nhìn thấy vạch này không? Ờ, à, điều chỉnh như cái này. Trùng với cái tâm này, được chưa? Ờ, ba cái này nó phải thẳng đi. Thẳng này. Đúng không? Đấy nhá, ba này thẳng hàng. Điều chỉnh cam lắc là lấy lỏng vít 5 này. Vít 5 đâu? Đây, đúng không? Ờ, đúng không? Xoay để cho gì? Cái chấm trùng với lại cái gì? Alo. Vậy tới đường móc đúng không? Khoảng cái giờ này. Điều chỉnh này, đúng không? Quay đi, xoay vít 7 rồi đúng không? Vít 5 rồi đúng không? Vít 5 này. Vít 7 này, đúng không? Được chưa? Là hai cái đúng không? Thì cái này nó sẽ gì? Đây là chính điều chỉnh cam bạc đây. Chốc anh nhìn lại tháo cái anh sẽ là lên xuống trái phải. Tại sao nó lại phải như vậy? Đây. Lý do này. Nó phải sinh cái gạt. Thực ra thì một cái này nó đã móc được chỉ rồi đúng không? Thế bây giờ nó sinh cái gạt làm gì? Đây nhìn này. Đây nhá. Kim của tôi nó đâm vào một chỗ. Có đúng không? À, thế thì tí mũi thứ hai thì nó lại cũng đâm vào chỗ cũ. Có đúng không? Nó đâm vào chỗ cũ. Thế thì nó phải sinh ra cái gạt để nó đẩy cái gì? Đẩy cái chỉ trước ra. Chứ không thì cái chỉ này nó sẽ bị trùng lại cái gì? Cái phòng kia đúng không? Đẩy gạt ra chứ không cái chỉ phòng chỉ này này. Đúng không? Phòng chỉ thứ hai nó tiếp xúc vào cái này thì nó sẽ không còn phòng chỉ nữa. Thì nó không đáp được. Nó phải gạt nó đi. Để chỗ này nó khoảng hở để thằng này nó có phòng gì? Ờ à, đúng không? Đấy, tại sao nó sinh ra? Vậy cái gạt nó phải gạt đúng như nào, ta nhìn vào mắt đúng như nào. Khi kim bắt đầu đi xuống bằng cái tâm kim thì cái gạt của tôi đã phải đứng gì? Đương nhiên, khi kim bắt đầu rút lên thì mới cái này mới được gì? Được gạt.
giống như cái cam tiến trước lùi sau của cái trần đè đúng không? Kim rút lên thì kim cắm xuống, kim rút lên thì là cái móc nó mới được tiến trước và lùi gì. Chứ anh cắm xuống cái này đẩy ra thì gãy gì? Gãy kim, đúng không? Phá kim. Cho nên anh phải lấy cái này chính xác trước, xong lấy cái này theo hai cái này thì nó sẽ không bao giờ đâm được vào gì, vào gạt. Đó. Đấy nó sinh ra cái gạt là như vậy, ta hiểu. Bởi vì kim nó đâm một chỗ chứ không phải kim đâm hai chỗ đúng không? À, đấy kim đâm một chỗ vậy là sợ cái phòng chỉ trước là nó bị tác động vào cái phòng chỉ sau, nó sẽ không còn phòng chỉ nữa đúng không? Đấy là cách điều chỉnh nhé bác, được chưa? Tiếp tục đây cái phần này quan trọng này, trước tiên đẹp cái phần này trước điều chỉnh tâm gì? Tâm cúc đúng không? À, điều chỉnh tâm cúc. Thế thì ở đây nó có cái gạt này, anh nhìn thấy cái gạt này chưa? Anh gạt ấn xuống này, anh di chuyển này thì cái này nó sẽ làm được hai gì? Hai lỗ. Chỗ này hai lỗ đúng không? Thế cái chỗ này chỗ bốn gì? Bốn lỗ. Khi đẩy cúc bốn, anh chỉ cần ấn xuống này, anh gạt ra đây thì nó sẽ làm được cúc bốn gì? Càng cúc to thì ta gạt càng xa. Nhưng trước tiên ta học cúc hai lỗ trước đúng không? Ta gạt hết vào đây ta học cúc hai lỗ đúng không? À, được nhá. Thì anh gạt hết vào đây thì cái này nó chỉ cái cam mà tiến trước lùi sau thì nó không có tác dụng mà nó chỉ có tác dụng lắc trái lắc gì, được chưa? À đúng không? Đấy nhá, tiếp tục này. Đấy này nhìn lại đấy nhá, được chưa? Đúng không? Đấy nhá, đấy nó. Thế thì bây giờ này anh vặn hai con đốc ra tôi có đúng không? À, anh đẩy lên ra thì anh sẽ lấy cúc ra đúng không? Và hai cúc là anh cho kim đâm xuống, anh điều chỉnh cái này để cho nó sang trái phải tiến trước sau, để cái lỗ kim nó đâm vào giữa lỗ cúc không được bẹp lỗ cúc đúng không? Thế còn đâu khi nó nhảy sang này thế có là cúc to cúc bé thì chính cái cầu để làm ta điều chỉnh to và gì bé, dịch càng dịch xuống thì cái lắc càng gì càng lớn, càng lên lắc càng gì càng bé đúng không? Ta kim đâm xuống ta điều chỉnh giữa lỗ xong ta quay tiếp thì nó nhảy sang bên này mà nó chưa giữa lỗ thì anh làm phải gì? Vặn cái này để cho nó to lên bé xuống để nó nhảy vào gì? Giữa tâm cúc. Được chưa? Cái này vặn này ra nó có lỗ van này, có thể tiến trước lùi sau sang trái sang đúng không? Thì nó sẽ được cái này nhá. Thế cái anh tháo này ra cho tôi nhá. Đấy công việc của anh này, công việc của anh này buổi sáng này các anh làm cái động tác này cho tôi này. Nhá, một là lấy tâm cúc này nhá, một lấy tâm cúc này, hai nữa là lấy gì móc này nhá, ba nữa là các anh tháo mặt cho tôi, nhưng tháo ra là phải lắp vào luôn. Các anh quay máy để xem cái gạt đây nó chuyển động như nào, xem mình lấy thế nó đúng chưa, kim đâm xuống gạt nó có đứng yên hay không, hay kim đâm xuống gạt nó vẫn chuyển gì. Nếu muốn cái đấy thì anh lại phải tháo cái này ra, tháo nhấc hẳn cái bàn này ra đúng không? Sau đó anh nhấc tháo vít, anh nhấc cái này ra, nó có từng phần một, anh nhấc ra thì anh sẽ nhìn thấy cái gạt ở trong này. Đây cái gạt nó giống như cái gạt ở rồi, nó sẽ nhảy lên nhảy xuống và coi như là đã lên xuống và trái phải. Đấy. Đây anh sẽ nhìn thấy này, tháo ra anh sẽ nhìn thấy này, bên trên sẽ nhìn